nhà 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 chung nhà 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 đó. Lúc khi đứa thằng trai dễ thương lắm, thằng trai dễ thương. Con trai rồi, bây giờ ông cần. Thôi xuống đi, thôi xuống. 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 Thôi nó mới nhìn trời em tới rồi nè luôn. Nó mới nhìn trời em nè. Ơi, anh Dung ơi, bữa nay anh giúp em. Đâu mới nhìn được. Nè, trời trời. Anh Dung nhìn đi, không biết tầm. Không biết tầm, nhìn nhau cái đứa tôi trắng người kia rồi. Đó. Đi ra đi. Đúng rồi. Đi ra đi. Thôi, đúng cái tiền. Đã rồi luôn. Thôi, đúng rồi. Tao mày đó. Má, mày đó. Cái ồn. Nè, anh hỏi anh đi. Anh đi, anh đi, anh đi, anh muốn làm ăn cơm. Muốn làm ăn cơm. Tôi quay người hàng cho nên ăn cơm sống dậy nè. Đứa nào? Đứa nào cũng làm ăn cơm, bây giờ nghỉ ngay. Đứa nào ăn cơm, mày luôn. Đứa này nó giỏ quá, cho mày làm ăn cơm. Nè, tôi không biết. Nè, tôi qua đây, chẳng biết, hiểu không? Đứa nào cũng làm ăn cơm. Này, ra cho nó đó, thì mới cho đứa này làm ăn cơm. Nè, xe mũi nhà nè, mới ăn vô. Cái đường xe tàu, hiểu không? Chưa tiêm bắt cơm. Nói vô biết, cái xe tàu, ảnh vô cái ánh rồi. Thôi anh vô nè, cũng chưa đàng hoàng, tôi cũng đây đàng hoàng. Tại anh kêu cúc cũng được để mà mấy ngày trên trời giờ còn đủ lại. Con lần nữa ha, mà xin tôi bảo nó là chi à? Thấy không? Bà chỉ xe thật tôi á, cái đó. Để cho nó thằng kia lên giới với trời đó bà nội. Đừng quá trên trời, người ta không cho bay. Bây giờ nặng quá trời luôn rồi. Ta nhập nó không nặng rồi đó. Bây giờ nặng rồi đó, bây giờ chỉ có cô 8 thôi, lần 8 la, lần hồi đó nó sức à. Không, nó tám nó chuyện nó chứ là sức à, sức hồn ừ. À. Mà nó kỹ lắm rồi cô, con nó kỹ nó vòng hoài nó kỹ lắm á. Ừ. Con nó kỹ lắm á. Nó không cho ai chơi á. Hồi đến giờ là có thấy anh nhà có chở chị đi khám đâu không cô? Anh nhà nói có tiền. Có tiền rồi, là khám mà ở trên phường hồi nãy cũng có mấy người nói rồi đó, bây giờ làm đi nó đi mà không có giấy tờ sao đưa đi được. Yeah. À giờ, giờ tụi con có đưa đâu cho nó đi cai nghiện hay đưa nó trị bệnh thì phải có giấy tờ. Con này không có giấy tờ luôn luôn sao tụi cô dám đưa đi? Hai đứa con nữa nha, một đứa bị công an bắt đưa đi rồi đó. Một đứa thằng trai dễ thương lắm bị công an bắt. Thằng trai là cái thằng chồng trước, con chồng trước chứ không phải con này. Con chồng trước dễ thương lắm. Con chồng trước thằng kia dễ thương nó như là Mỹ tóc nó vắng. Dễ thương lắm, công an bắt là công an không trả lại nó lại đợi nó lên đợi hoài công an không trả. Cái đồ mà không có giấy tờ sao nhận được? Không nhận được. Mắt đứa con dễ thương lắm. Thằng kia nó đẹp hơn con nhỏ này, nó ốm ốm mà nó dễ thương. Bọn chị nó uống luôn nè. Bây giờ cô giữ nãy giờ bà có đòi bắt đi không cô? Không, cháu gửi bình thường vậy đó. Sáng đèn đưa cô. Nó nói cho cô đây rồi. Cho luôn mà. Tỉnh lại đòi lại hả cô? Không, đây nè, nó hở nó hổm trời là nó chạy đầu nó mùa luôn rồi, cho đây luôn mà. Cho rồi. Cho mình má hơn cái gì hết á. Em à. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đấy. Đấy vậy đó. Hả? Con của chị Ngáo đấy hả? Ờ con chị Ngáo á, con nghĩa bông nó bụng rồi. Nó bụng rồi Xuyên ơi, nghe nó bụng rồi. Chị cà lái mình sửa về nghe con. Đó con nói này thấy chưa nổi lần nào không mà nói vậy đó, rồi ba nó nữa. Ba nói đợt này mới về chứ đâu có về đâu. Có sửa rồi trời ơi. À ba nó đợt này má nó về ba nó về. Con mới tin tưởng mình sửa này mới hả cũ con. Cổ giờ cổ nhập rồi ai lại cổ lấy đồ của trời vậy cô đó thì nó nhập trời rồi hết sửa là thấy không kêu đó nó bụng nó nấp nè nó bụi trời kêu nhỏ hết sửa thì đúng không quay con nhỏ này bụi đời sửa gì nó uống cho đó bánh nung nè bánh nung nè bánh nung nè con dễ thương rồi trời ghê ra cũng sửa dễ thương quá trời nó dễ lắm anh ơi nó dễ lắm dễ cực kỳ luôn mặt mày hồng hào đẹp gái ghê trời vậy hỏi tụi con sao bỏ được không dễ thương lắm ai cũng ở đây ai cũng giữ nó cho có làm gì vậy? Muốn có thì không có mà nó nói để hoài à, không nổi luôn á. Người muốn có mẹ luôn không có đứa nào chứ. Người thì không đẻ không muốn thì quá trời đâu. Chứ sao mắc nợ nít mình không mắc nợ nít. Nghe nói chuyện nè. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Ở tối qua một bác sĩ bình luận nói là cho em bú sữa gì hoài không tốt. Phải không? Nó uống nếu mà nó uống mà cho uống sữa gì hoài thời gian bị bệnh á. Sữa cho bé, đừng cái chỗ bé uống sữa này, không có ai nên là suy dinh dưỡng.
mình có khả năng đâu mà người đổi sữa là nói chị Mai có giận chị Mai vô đây này giữ nó không ăn đằng nào cho nha, giữ giùm nó nha, giữ luôn chị Mai chẳng thương mà nó vô thôi buồn nó cho giữ nè, thì bởi vậy thắt thương vậy ai cho dám giữ đó. Chị lại chị thăm con chị kìa, đâu nó tỉnh rồi đó, tỉnh rồi đó, tỉnh rồi đó, đàng hoàng lắm con này, đàng hoàng lắm, tỉnh rồi đó. Không bao giờ mấy cái tiền, không bao giờ quy cho ai mi luôn, nói gì thôi, bây giờ chỉ muốn nhà má chọi thì đâu, bắt tao bố má dậy, má dốc quà, không má không tin má, bữa má nói nè, má không cho con, má nói không trả đâu, con đi bộ biết nữa, con không tin ai, không dám đâu, tao về tao kêu nó đó, trên công an phường đưa đi lắm rồi, lúc nào đây công an phường đưa đi hoài, uống thuốc độc. Ai uống thuốc độc? Trời, nó giật cái mà, chết chưa? Đúng rồi sao? Tỉnh biết rồi, biết tỉnh đó rồi. Bây giờ nó nhập nó làm cái bài đàng hoàng. Nó mai nhập, nó cầm hoàng, nó mai nhập cho tôi luôn, nó đi mình đàng hoàng lắm. Mà chụp cái hồ gì đây để cố cái hồ. Nhưng mà tôi nói cho mày biết, tôi cần tiền, tôi biết sợ tiền, tôi biết sợ tiền, tôi cũng biết ở cái nhà này nữa. Tôi muốn ghi chồng tôi có được sống đàng hoàng thôi. Nhưng mà cái người cứ thôi giờ còn như sợ ngủ, quên mình ngủ. Nhưng mà đều ra là cái ta, hiểu chưa? Bệnh chia cha đừng ghét cũng kệ người ta. Cây cỏ cũng vậy nha. Nha, cái đừng mà nó lấy cái này, không cái kia, không cái kia. Ga xít rồi ra, ra chắc là cái kia. Đừng có lọc nha. Nha, đừng có lọc nha. Nha, đừng lấy của tao, ăn của em giúp tao. Còn đá của tao á, cái hút là tao mua tụi bay đúng không? Tao mua tụi bay đằng mà tao xin khỏi bay. Cho nên á, nào giờ, cái gì của tao thấy được thì không? Con quay này á, đưa lên mạng thì có nhiều người nói là chỉ bị thần kinh nên là đưa đi điều trị, còn cũng có nhiều người nói là kêu đưa chỉ đi thầy bà chị gì đó, tại nó có hai ông linh bà xuống nhập nó đó, chẳng nhập nước có đàng hoàng lắm. Nó đàng hoàng nó gì đó mà nó cứ la gì đó, nó tá nó la làng lên, xong rồi nó xuống nó đi chui vô cái thùng rác, cái lùm rác sau này nọ về nhà. Nó đàng hoàng lắm. Tức nghĩa là bình thường chỉ đàng hoàng lắm. Mấy ngày nay có mua hàng cho đứa con không quan trọng. Có thông tin là nó chỉ khi mà sanh xong cái trở thành như vậy là có thật không? Đúng rồi, đúng rồi. Chú có đẹp lắm á, nó đẹp lắm á. Đó, đừng có bậy nữa. Đừng có nói bậy nữa, đừng có nói bậy. Đừng có nói bậy đó. Đừng có nói bậy đó. Tôi muốn tôi chết. Tôi thẳng lời lắm. Tôi thẳng lời lắm. Tôi thẳng chồng nhân thọ lắm. Không có gian lắm, có gian này cũng rất tài. Uống nhẹ mà đưa chứ vậy? Được rồi, lấy chiếc hai món cho em thôi á. Đời. Thôi đi nè, có gì vậy? Nhờ bú xong lo rồi đó. Trời ơi, kinh quá cô ơi. Đó, ai mấy chú nào không? Bú ham cho mấy chú về nuôi luôn đi. Rồi, hai cái má rồi, đảo quá luôn. Đó. Con ơi, con à, anh nè, anh Đao à, anh Ngon à, con gái mẹ con kỳ quá mà trời mồ hôi mà má ơi. Ơi, chưa đi sớm ơi, đi không có cái nón đội nữa mà. Nón em đâu rồi? Nón em đâu rồi? Nón em đâu rồi? Nón em đâu? Trời chạy quá trời luôn coi. Hả? Nóng quá mà. Nóng quá mà đó, vậy đó. Cái quạt quạt cho bé hay là có quạt gì con? Đó, tính lại cho dân nhà kìa, mà dân nhà sợ mẹ nó ấy. Đây, 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 đây. Nó dùng cho mày kia nè. Cô tổ trưởng cực luôn á. Bà đây bà tổ trưởng. Cô tổ trưởng cực luôn. Không lấy tiền gì đó. Nhưng mà con chỉ nói gì là gì, con kiếm gì. Con này chị giờ con biết lại luôn. Bây giờ con có lại nè, cái ký đấy tiền rồi nè. Con biết luôn. Nhưng mà con không có thấy tiền, hiểu không? Tiền nó kệ.